Xin chào anh em, Welcome các mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Nhất Huy đây. Ở clip ngắn này đây, mình sẽ lên nhanh cho mọi người để có thể phân tích cho mọi người về xu hướng sắp tới của Bitcoin, xu hướng ngắn hạn anh em nhé. Và đặc biệt thì sẽ lưu ý cho mọi người một số đồng ăn coin ở cái sóng thời gian tới. Và mọi người lưu ý giúp mình nhé, thời điểm hiện tại đây mình đã nhắc cho mọi người khá là nhiều về vấn đề hiện tại dòng tiền luôn chuyển liên tục qua các trend. Thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy liên tục từ AI rồi là SD đúng em? Và gần đây thì cũng có một số dấu hiệu đẩy sang một số dòng coin mà có đồng stablecoin riêng đó thì lát đây mình cũng sẽ cập nhật cho mọi người một số đồng an coin mọi người lưu ý giúp mình nhé và phần thứ hai ấy, thì mình sẽ update cho anh chị em chúng ta có thể là săn Rejoice tip trên mạng lưới của base là lớp lây hai của coi bay đó mặc dù thì coi bay cũng nói rằng là không phát hành token đúng không thì lát nữa mình cũng sẽ giải thích cho mọi người luôn nhé Ok và như thường lệ anh chị em chúng ta cảm thấy clip này hữu ích nhớ thả một like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ qua tất cả thông tin quan trọng nhé. Và mọi người lưu ý tất cả thông tin ở trong clip sẽ là tham khảo không được xem lời khuyên đầu tư nha. Chúng ta sẽ đến ngay với Bitcoin nhé. Tất cả những thông tin liên quan đến on chain này, liên quan đến thị trường mình đã cập nhật cho mọi người trong 24 giờ vừa qua khá là nhiều trên nền tảng của và Twitter. Mọi người có thể lên trên đó để xem nhé. Chúng ta chỉ có một số thông tin quan trọng thôi thì mình cũng đã cập nhật cho mọi người rồi trên nền tảng Telegram đây thì gần đây có cái thông tin liên quan đến Coinbase họ sẽ không hỗ trợ cái đồng BUSD của Binance nữa và sẽ vào ngày 13 tháng 3 tới đây anh xem nhé thông tin có thể xem ở đây đây là một thông tin khá là quan trọng on trend thì trong 24 giờ vừa qua cũng có một lượng Bitcoin đẩy lên sàn Coinbase khá là lớn khoảng tầm 11.488 Bitcoin tương đương khoảng tầm 269 triệu đô la à, động thái này lên thì hiện tại chúng ta cũng chưa thấy chúng ta chỉ thấy rằng là Bitcoin cũng đã có nhịp giảm sau khi cái thông tin liên quan đến PCI đúng không anh chị em nhưng mà thời điểm hiện tại đây thì Bitcoin có còn giảm nữa hay không? Mình sẽ cập nhật nhanh cho mọi người nhé. Và tất cả những thông tin khác mọi người đọc ở trên nền tảng của Telegram mình hoặc có thể đọc trực tiếp trên các nền tảng báo khác nhau nhé. Ok, quay trở lại đối với thị trường đi. Hiện tại đây Bitcoin đang giao dịch có vùng giá là 23.430 đô la và các cái lực bán thì cũng đã thấy giảm rồi. Cái vùng này sẽ là cái vùng sideways của Bitcoin. Trước đây thì mình đã mở rộng cho mọi người cái vùng sideways của Bitcoin khoảng tầm gần 2.000 giá đúng không? Từ 22.500 cho đến khoảng tầm 25.500 và mình cũng đã nhận định cho mọi người rất là ok khoảng thời gian vừa qua luôn không phải tự mãi về bản thân đâu nhưng mà những plan mình update cho mọi người liên tục trên nền tảng của tiktok và telegram cũng như là youtube ấy, về bitcoin ngắn hạn thì đa phần đều đã đúng hết cho anh chị em đúng không thời gian trước đây thì bitcoin bắt đầu tăng trưởng lên cái vùng khoảng tầm 24.700 mình đã có nhận định cho mọi người lên 25.200 và sẽ có xuống giảm giá mọi người xem lại những clip đó nhé và ngay sau đó thì bitcoin cũng đã có một sự điều chỉnh và không thể vượt qua nổi được cái vùng 25.200 liên tục chọc đến cái dấu trên đó và sau đó bị giảm số đúng không và tiếp tục như vậy thì gần đây nhất vào khoảng ngày 20 tháng 2 lúc đó thị trường cũng khá là xanh và ngày chủ nhật đúng không anh em và tuần vừa rồi thì mình có nhận định cho mọi người rằng là bitcoin có thể là bị giảm đã. tuần sắp tới thì khả năng thị trường sẽ bị đỏ đúng không anh em và chúng ta cũng có thể là cân nhắc các cái lệnh mà chúng ta trước đây trade theo mình thì đã dương hết rồi thì mọi người nâng sốc bắt dương lên đúng không và tiếp tục như vậy thì mình đã cập nhật cho anh em chúng ta vùng có thể bắt lại được một số đồng coin đúng không và đồng nào thì mình đã nói cho mọi người trên nền tảng của youtube rồi và chúng ta có thể thấy sao hôm đó thì bitcoin đã dần được về cái vùng mình phân tích cho mọi người luôn là cái vùng hỗ trợ khá là cứng ở trước công ngày khoảng tầm 22 600 22 đúng không? cái vùng hiện tại đây thì khả năng bitcoin vẫn có thể là sideways quanh vùng này và vẫn có thể điều chỉnh về gần vùng đáy cũ anh em nhé và trong hai giờ vừa qua thì chúng ta ăn được kèo LDO đúng không anh chị em LDO thì mình đã coi cho anh em đang mua ở vùng giá là 2,796 đúng không đó và hiện tại thì là đạt đỉnh khoảng tầm 3.2 3.3 đô la đó tức là chúng ta ăn được hơn 15 phần trăm hiện tại nó vẫn đang dương và nó vẫn đang trên cái vùng 3 đô nhá có nghĩa là toàn thị trường đỏ nhưng mà chúng ta vẫn đang dương tài khoản rất là ok đúng không LDO thì dẫn trend của nó rồi cho nên cũng đã nhắc cho mọi người rất là nhiều trong các clip trước đó là chúng ta sẽ để ý giúp mình đối với những đồng an coin liên quan đến LSD này liên quan đến ZK này đặc biệt ấy, thì liên quan đến AI thì khả năng thời gian tới cũng sẽ có cái sóng trả lại cho AI đó và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là trên sàn Binance thì có cái đồng Azit đó. đó một số đồng an coin thì mình nhắc cho mọi người đó Azit thì cũng đã bay lên một cột đúng không cũng đã bung một cột mấy chục phần trăm đó tiếp tục như vậy thì có Fed cũng đã bung lên và ngay sau đó cũng đã chỉnh trở lại đúng không thì mọi người để ý giúp mình nhé đấy hiện tại đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đồng phép và một số đồng ăn khác liên quan đến AI chụp rồi bay đó thì mặc dù Bitcoin cũng đã có nhịp giảm nhưng mà nó đang xoay quanh vùng này này thì anh chị ta có thể cân nhắc bắt và mọi người thể cài số luôn ở dưới như vùng giá hỗ trợ dưới này ok và đó là một số đồng ăn coi nhé quay trở lại với Bitcoin thời điểm hiện tại đây 23.400 thì khả năng Bitcoin vẫn có thể điều chỉnh về cái vùng 22.700 đây sẽ là một cái vùng hỗ trợ mình nói rồi cũng khá là cứng ở trên cung ngày nó sẽ cần phải giữ được cái vùng này trong khoảng thời gian vài ngày tới nếu mà không giữ được vùng này thủng tiếp tục ấy thì mọi người chắc chắn là sẽ có thể đón bitcoin về cái vùng khoảng tầm 21.500 là tiết lại vùng đáy này đây hoặc là có thể sâu hơn lấp lại gấp simi 20.000 anh chị em nhé đó là những cái vùng mà thủng thì nó sẽ tiến những vùng đó chứ không phải là phân tích ba phải đâu nhá mọi người lưu ý giúp mình những thông tin đó nhé cho nên khi mà chúng ta trade, mọi người sẽ cần phải cài SL và thông tin cài stop thì mình đã cập nhật cho mọi người rồi đúng không? Ok và đó là Bitcoin. Mình sẽ sang đến phần thứ hai, đó là cái phần liên quan đến một số đồng altcoin. Một số đồng altcoin thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là nổ rộ lên cái đồng là TRU đúng không? TRU thì hôm nay bay khá là mạnh luôn, mấy chục phần trăm luôn. Cái thông tin này thì nó liên quan đến bài đó mọi người. Một phần thì cũng là do Coinbase họ đã ngưng hỗ trợ bài và một phần nữa đó là thời gian vừa qua thì cái đồng BUSD cũng đã đốt khá là nhiều luôn và đặc biệt có một cái động lực để có thể đẩy cái đồng TRU bay á đó là một phần thông tin liên quan đến bài nen họ đã in thêm 130 triệu đô la cái đồng một coin mang tên là TUSD và hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy rằng cái đồng TUSD à, vốn hóa thị trường cũng đã tăng trưởng lên khá là mạnh và cũng đang ở top 5 sau cái đồng Dai BUSD USDC và USDT mà thôi anh em nhé và trước đây thì chúng ta biết rằng là SEC cũng đã đưa ra thông tin để có thể đàn áp và cấm cái đồng BUSD đúng không đang gắn mắc cái đồng BUSD đó là mã chứng khoán đó và hiện tại đây thì bài này đang chuyển hướng dần sang cái đồng là TUD của TrueFi đó và cái nền tảng TrueFi là cái nền tảng cho vay anh em chúng ta có thể tìm hiểu trên nền tảng các cái báo khác nhau nhé và cái thông tin này cũng khá là quan trọng anh em chúng ta có thể để ý giúp nhé thì thời gian tới chúng ta sẽ cần phải để ý một số đồng coin nào có khả năng thì TRU sẽ dẫn trend cho nên đầu qua đầu tiên mình sẽ phân tích cho mọi người đó chính là cái đồng TRU đây TRU thì mọi người có thể nhìn thấy ở trên khung H1 trên khung ngắn hạn nhé thì sau khi mà test lại cái vùng là 0.781 đúng không thì nó đang có rút dâu nhẹ ở đây vùng này thì mình nghĩ rằng nó vẫn có thể điều chỉnh thêm, thì mọi người có thể cân nhắc uh, giảm xuống cái vùng uh, khoảng tầm 0,67 đó 0.68 thì nếu mà xoay quay được thì mọi người có thể là mua đồng an coin này nhé. Còn thời điểm hiện tại nếu mọi người thấy rằng lực bán vẫn cao thì mọi người không vào lệnh con này đó. Chúng ta thấy nếu mà thực sự nó không thủng cái chu khu vực ngắn này đây mà nó vẫn xoay quay tiếp tục quanh cái khoảng tầm 0,78, 0,8 mà nhé. khoảng một vài ngày gì đó thì mọi người thể mua cái đồng coin TRU ở đây nhé. Hiện tại mà cái cap của con này còn khá là nhỏ và nếu mà thực sự đồng coin này có thể bùng nổ mạnh được ấy, thì nó sẽ dẫn trend cho một số đồng coin liên quan đến stable coin đó, tức là thành một cái trend mới đó. thì trong đó có đồng lina đúng không anh chị em? lina thì nó sẽ có cái đồng là lusd lina đây đúng không anh chị em? và sẽ có một cái đồng nữa đó là đồng kr đó. đồng này thì sẽ của đồng stable coin mang tên là dai và cái đồng là fxs đó fxs thì sẽ có cái đồng stable coin mang tên là flash. cái đồng này thì cũng thuộc cái trend LSD đó. thì mọi người thể cân nhắc ở hiện tại nó vừa trend LSD và nó có thêm một cái trend nữa liên quan đến cái đồng sơ bộ coin thì khả năng cái đồng coin cũng khá là ok đó thì ngoài ra có TRX thì có đồng wdd đúng không ODD vừa rồi thì cũng không ấn tượng nhiều lắm hoặc là có đồng RSR thì có cái đồng RSV đều là những đồng sơ bộ hết anh em nhé và sau đó sẽ là một số đồng ăn coin LSD nhé và các cái đồng coin liên quan đến AI đó mà chưa chạy sóng ấy thì nó vẫn sai quay dài thì mọi có thể là cân nhắc bắt những đồng coin đó và mọi người nhớ nhé không phải là bắt cái là có thể là bay ngay đâu hoặc đặc biệt những kèo mình côn cho mọi người đó, mọi người cứ mong muốn rằng là côn cái nó bay luôn ai chẳng mong muốn như vậy đúng không? nhưng mà chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn và chờ đợi thì nó có thể bay được thậm chí cái vùng côn nó có thể giảm hơn nữa cơ ngay xó thì nó có thể bay lên được anh chị em nếu mà thực sự côn con nào con đấy bay ngay ấy, thì khả năng là làm cá mập lớn rồi anh chị em ạ và cá mập lớn thì không thể đẩy giá một số khoai coin mà có có cáp lớn được mà chỉ có thể là một số ăn khoai có cáp nhỏ mới có thể đẩy thôi anh chị em nhé người lưu ý giúp mình đó, mua thì chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn và chờ đợi thì chúng ta mới có thể là có những cái sóng khá là tốt để có thể đẩy một số đồng coin lên. OK và trên đây là nhận định của mình về bitcoin và một số đồng coin. Mình sẽ sang cho mọi người sang phần tiếp theo đó là cái phần sun rejoin tip trên mạng lưới của base mạng lưới layer 2 của bên sàn coinbase đúng không anh em? Thế vừa qua trên nền tảng twitter chính thức của coinbase họ đưa ra thông tin rằng là họ sẽ build một cái lớp layer hai mang tên là base và sẽ sử dụng một công nghệ khá là giống với cả optimism đó mọi người và chúng ta cũng thấy rằng động lực cho cái đồng OTP giờ thời gian vừa qua cũng đã tăng trưởng vài chục phần trăm đúng không anh chị em và mục tiêu của họ đó là base sẽ trở thành một cái on chain mà đang có hơn một tỷ người dùng trực tuyến và tích hợp uh, rất là nhiều cái nền tảng khác về kinh tế tiền điện tử đúng không và đây sẽ là cái thông tin của họ mọi người đọc ở đây nhá cái thông tin này mình đã cập nhật cho mọi người rồi và mình sẽ rất cho mọi người săn rejoice tip ở trên mạng lưới này mặc dù uh, ở trên uh, nền tảng Twitter của Coinbase cũng như là Biram Chong á, uh, CEO của Coinbase cũng đã đưa ra thông tin rằng là họ sẽ không phát hành cái đồng token này đâu bởi vì là sàn Coinbase hiện đại đang có trụ sở tại Mỹ đúng không và cái việc phát hành cái đồng token riêng á, thì khả năng sẽ bị xét kiện đó à, về cái mã chứng khoán là mọi thứ rất là phức tạp tuy nhiên chúng ta cùng lật lại lịch sử trước đây rất là nhiều cái dự án cũng đã thông báo rằng là họ sẽ không phát hành token và ngay sau đó thì họ cũng đã đưa ra thông tin phát hành token đúng không lúc đó thì bắt đầu rầm rộ lên cho nên chúng ta trải nghiệm miễn phí để mọi người trải nghiệm bình thường thôi nhé tất nhiên thì kèo là sẽ mất một chút phí đó mất chút phí liên quan đến mini nhá thì những ai mà trải nghiệm ban đầu á nếu mà thực sự uh, dự án ra cái đồng base là cái đồng token chip của cái dự án này đây thì khả năng chúng ta sẽ nhận được khá khá về airdrop luôn nhá thì đầu tiên này mọi người uh, sẽ cùng trải nghiệm với cái bridge là cái cầu nối của sàn của cái base này đây tất cả thông tin link thì mình sẽ để cho phần mô tả của video anh em nhé hiện tại thì nó sẽ cho mọi người bridge cái đồng eth ở trên mạng lưới poly đó sang cái mạng lưới base làm như sau anh em nhé đầu tiên thì mọi người sẽ click vào cái link ở trong phần mô tả video của mình đó để có thể add cái mạng lưới của Bay Gully vào đây và còn cái add cái thông tin liên quan đến ETS Gully thì trước đây mình đã làm cho mọi người rồi thì mọi người vào trong cái ví MetaMask của mọi người này mọi người click cho vào cái chỗ mục là mạng thử nghiệm ấy nhé là hiện là hiển thị và ẩn này click cho đây này đó và mọi người bật giúp mình cái mục là hiển thị mạng thử nghiệm ở đây thì kéo xuống dưới chúng ta sẽ nhìn thấy ngay cái mạng thử nghiệm của mình mang tên là Gully đúng không anh em hoặc chúng ta có thể lên trên nền tảng đó Chainlink nhé trên trên này, này, mọi người có thể là gõ cái mạng lưới là bay ra hoặc là gali ra thì mọi người có thể add vô nhé đó thì mình cũng sẽ để thêm một thông tin vào đây để mọi người có thể add và sau khi add được cái mạng lưới uh, của gali cũng như là mạng lưới của Base vào trong nền tảng phí của mọi người rồi đó thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm cái bridge như sau này thì muốn bridge được mọi người sẽ cần phải có eth trên mạng lưới thử nghiệm là gali này đây và chúng ta lấy như nào thì mọi người thì xem lại cái video mang tên là Starknet ấy. StartNet của mình ạ, sang cho tiếp em sẽ gõ lại cho mọi người xem này đó đây sẽ là cái video mình hướng dẫn cho mọi người để có thể là vòi được cái đồng token ETH thì thông tin link vòi như sau này mình cũng sẽ để dưới clip cho mọi người xem luôn này chúng ta sẽ click cho vào cái mục uh, link ở dưới nhé là cái mục chính đặt ra hiển thị ra như vậy đây sẽ là rất nhiều website để chúng ta có thể vòi được đồng token trên mạng lưới là cái đồng ETH đó mọi người thì ở đây sẽ có cái đường link như vậy thì mọi click cho link này đây đó và chúng ta sẽ bắt đầu vòi như sau chúng ta vào trong ví MetaMask của mọi người đã copy cái địa chỉ ví ETH cho bằng lưới Coli này và dán vô đây nhá đây mình sẽ làm ngay cho mọi người xem luôn nhá copy dán vô đó và chọn tôi không phải người máy ok và chúng ta sẽ chọn các cái hình người mà thôi để nó có thể duyệt cho mọi người nhé cái này thì mọi người rất là quen thuộc đúng không người mới chúng ta có thể làm được hết nhá ok chọn kiểm tra là xong rồi đó và chúng ta chọn là start mining và ngoài ra hiện tại dưới đây cũng còn kha khá các cái website khác ở dưới này nhé còn khá khá các link khác để mọi người có thể vòi được các cái đồng token là eth mọi người nhớ vòi nhiều nhiều lên bởi vì khá là nhiều kèo chúng ta làm đó và đây hiển thị đó là một giờ à, xin lỗi mọi người trong vòng khoảng tầm 5 giờ chúng ta sẽ vòi được mắc ở đây đó là 1,5 năm uh, cái đồng eth ở trên một lưới goli ở đây ok và sau khi mà uh, chúng ta sẽ có hiển thị cái thời gian chạy anh em nhé đó thì nó sẽ hơi lag máy một chút đó thì chúng ta sẽ xong sau khi mà chúng ta sẽ có hiển thị số dư đây mọi người sẽ chọn stop meaning và claim về trong ví của mọi người thôi ok đây thì mình sẽ tắt đi nhé bởi vì nó hơi lag đó và sau khi mà có như vậy rồi ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra trong ví của mọi người hiện tại mình đang có 0,4 cái đồng ETH đúng không bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện kết nối ví của mình ở trên mạng lưới của Gully đó vào trong cái website vừa rồi đó read này đó và sau khi mà kết nối xong nhá đây mọi người nhé kết nối bình thường thôi nhá chứ mình làm hướng dẫn lại từ đầu rất mất thời gian luôn nó xin thì số dư của mình đây hiện tại mình đang có là 0.38 đúng không và bây giờ mình sẽ chuyển bridge sang cái mạng lưới là base đó mọi người nhớ thêm cái nền tảng ví base vào trong địa chỉ ví base và trong cái metamask mọi người nhé tất cả link ở dưới phần mô tả hết nhé, anh em nhé đó thì mình sẽ chuyển ngay cho mọi người xem luôn nhé mình sẽ chuyển thử là 0.1 nhé chọn deposit ETH thôi đó và chọn xác nhận thôi là xong như vậy thôi anh em nhé và ngoài ra có thể là hiện tại thì như nó mới cho bridge uh, một chiều thôi nghĩa là từ bên Curly sang mạng lưới base mà thôi để xem tốc độ mà thôi nhé anh em mình cảm thấy tốc độ cũng khá là nhanh một chút thôi thì uh, trên mạng lưới thử nghiệm của mình ở trên mạng lưới base đó đây mọi người nhìn chưa mình add vào chỗ đây này là đã hiển thị số dư của mình đây rồi là 0.2 ETH mình vừa chuyển đó thì sẽ có ngay và muốn thì kiểm tra giao dịch ở đây đó như vậy là đã xong cái phần trải nghiệm về bridge nhé mọi người nhớ nhá bởi vì rất là kèo nhiều kèo trước đây chỉ cần bridge một lệnh thôi cũng đã được airdrop vài nghìn đô cho một ví rất là kinh khủng đó Ok, và sau khi mà xong cái mục đó thì mình sẽ đến một cái mục nữa đó là hiện tại thì các cái địa áp phát triển trên mạng lưới TSS của Base đó chúng ta có thể trải nghiệm thêm những mạng lưới đó thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được nhé. Thì hiện tại đây, nó đang có một cái nền tảng uh, địa áp đang phát triển trên mạng lưới đó và tuy nhiên thì nó lại đang uh, cho chúng ta có thể claim được min được empty nhé, min free nhưng mà sẽ mất phí đó, phí ga ở trên mạng lưới ETH chính thức nhé không phải một lưới Base đâu. Đó, chúng ta nhìn thấy chiếc bay, bay này, đó và hiện tại đã có là 375 ,922. Đó, người đã min rồi và hiện tại mình đã min rồi nhé, trên ví của mình đã min rồi Mọi cop à mọi người uh, kết nối ví ở đây Và chúng ta min thì sẽ mất khoảng tầm từ 5 đến 6 đô tùy thời điểm phí ga của ETH đó, đó. Sau khi uh, kết nối xong trong ví của mọi người ETH nhé Thì mọi người cứ nạp lên đó khoảng tầm 10 đô la ETH Thì mọi người sẽ claim ETH về, claim hoàn toàn free nhé Đó, như vậy là xong thôi Ok, và trên đây thì mình biết nhanh cho mọi người uh, về uh, tip của mạng lưới Base cái này á thì chỉ là tham khảo thôi anh em nhé nhưng ai mà chúng ta ngại tốn tiền thì mọi người bỏ qua giúp mình nhé bởi vì hiện tại không có thông tin nào cho rằng là bay sẽ ra phát hành token cũng như là ai sắp tới đâu cho nên chúng ta nhớ tham khảo thôi nhé cái này mình chỉ làm để có thể gọi là may mắn thời gian tới thì có thì được thôi mình sẽ làm thêm vài ví biết đâu thì chúng ta ok đúng không đặc biệt cái phần trải nghiệm breed đó ok và clip của mình xin được dừng lại ở đây anh chị em chúng ta cảm thấy clip hữu ích nhớ thả một like cũng như là subscribe kênh youtube của mình để không bỏ lỡ qua tất cả thông tin quan trọng từ thị trường và đặc biệt là những dự án tiềm năng nhé Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip sau.